đi làm ăn khó khăn này. Cứ cả sáng chưa mới được một tiếng chay này. Tôi đang tôi sớm mới chưa mới được mỏng rãi tờ gá ở đây đi. Thế ông đẳng là báo. Mi sớm nhận mấy nghìn thôi. Gặp thầy được 4.000 này, chứ đủ bữa cơm đấy nhỉ. 5.000 nữa, 4.000 mới lừa tao à? Thầy cho 1.000 này này. Thầy cho 1.000 mà. À, là cái mà khổ cực kiệp. Tôi đi rau rồi. Đấy này, đủ bữa phở thôi. Ê, xời. Trời ơi. Đấy, được bữa phở đấy. Đợi khách chứ. À, xe lái ơi. Xe lái anh ơi. Đi ra anh ơi. Có những cái quế này. À, tích. À, tích. Bỏ đi. Lâu ngay đây. Ôi, chị ơi. Ôi, chạy bật lên đi nha. Lâu ngay đây. Làm công việc gì à? Quân, chị ơi. Hùng đi chạy. Trời ơi. Đi ra đi làm gì đây? Chào đi. Làm ăn được gì? Làm ăn được, chúng là thanh đạt. Tôi chưa về thăm trường lần nào đã mấy năm nay. Cây phượng hồng thêm phần già nua, không biết lúc này có gì đổi thay. Thời gian có làm nếp nhăn thêm đầy. Cho trăng xuyên qua bầu trời để có chút bồi hồi, nhìn cảnh chia tay trong tim thấy nhớ. Hồn nhiên qua đi để khi ta bâng khuâng muốn nghe lại bài hồng xưa đã xa, luôn trong nghiêm khắc nhưng chỉ mong chúng em. Vẫn nhớ hôm nào bỡ ngỡ ngày mới vừa vào trường, chưa thấy ai quen, ánh mắt lạ lẫm mình nhìn nhau không hay lúc nào lớp mình giống. Năm nay anh em trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa. Ê tụi mày, tụi mày mày làm sao mày bị điên à? Ở đây. Đi đi á. Anh bé to chưa? Anh bé chị em mới vô về. À cái thằng gì? Mí đi học buồn chuột nhá. Thôi mày. Không có thôi thì cái hết máy đi học buồn chuột. Mày có lần thứ hai. Không có, đi về. Tao đi đâu vô? Về đi. Đi lên mạng đó nha. Ê nhớ. Đi đi bố vào. Chạy. Học tự nhiên đi đâu nghỉ việc luôn. Dạ, anh hay đi học buồn rồi.
nhiêu? Không nhỏ. Anh Tâm, là ngày hay đi học muộn hả? Do nhà em xa đi đạp và nên là đi cầm kỳ. Anh Chuân, đây là hôm nay em chạy đồng hồ đi xã cho đi ạ. Năm rồi em chém anh cho đó thôi. Anh Hải, em ngủ quế nha. Anh Hưng, em đi về Vân Lâm ạ. Anh Lâm đang mà đi về Vân Hưng mà để bên hai bàn đi học muộn đó. Em giờ thấy nhà em xã đây sẽ chế tô bố em hiện trắng là em về bắt xe bí từ Nam Đan chỗ đấy. Ủa? Đó, không quan tâm, cả anh ra nhà vệ sinh dọn nửa cái tới, nhanh. Cái nào? Cả em chuẩn bị kiểm tra mấy cụ. Ba. Ok. Đây, mời bạn Ngô Tí Nhật lên ba. Em đâu? Em quên rồi. Đây, chứ chuẩn bị trả lời câu hỏi của thầy. Em cho thầy biết nguyên tử hóa học nào có nguyên tử khối là 64. Vậy tiếp theo câu hỏi thứ hai của thầy là về tính chất vật lý đặc trưng của iốt là trong gió vu vơ câu ca hát vang lạ lạ, em vui khi quanh em ai ai cũng nói em Nhật Quỳ mà. Em luôn vô tư trong và suy nghĩ tương lai sẽ luôn mở rộng đón em, có nắng với gió sẽ nâng niu đôi bước chân đòn ngày mới lên. Ngày tháng học trò nhiều giận hơn vu vơ nụ cười làm xua tan bao khó khăn, chọc phá bạn bè làm thầy cô âu lo, cứ thế nhún vai thầy cho lý do. Tự tin sẽ bước thật đều vì chung quanh luôn có những ánh mắt mãi mãi dõi theo dáng em nơi chân trời sáng lên. Oh oh, và em luôn mang ba tình yêu, ba niềm vui, ba lời ca khúc hát cho cuộc sống, cho ngày mới sáng với em muôn màu, không ngại ngùng, không thẹn thùng, không sầu lo. Đó mới chính là em, bao nhiêu mộng mơ cứ tuổi thơ ơ hờn nhìn ôm ngây thơ ngu ngơ. Có ai biết những điều đó sẽ vững chắc tương lai, khi niềm vui khi thành công thuộc về em thì ngại ngùng chỉ cái tên Nhật Quỳ Nhi mà. Đây, rồi đây, chụp cả nữa. Miền lớp được dạy anh quản đấy nhá, tôi đi ra đây có chuyện việc. Dạ.
là đi làm gì đây? Trời, tuyệt vời. Trời, cái gì vậy? Huy chạy cho rồi, chạy cho mặt rồi. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.